Vừa tới rồi, tôi xúc động quá, tôi xúc động quá, tội quá, rồi tôi khóc luôn quá, giờ không nói được lời luôn. Trời ơi. Ai không nói chuyện gì vậy? Cô khóc không lên lời với chú chị. Từ lúc bước xuống xe là cô khóc cũng tới giờ luôn. Không, đổ anh. Tôi xúc động quá rồi. Mình biết nha, từ mấy chục lần. Thằng già đi cái ngày đó, không có gì, đi ăn trong nhà. Ông mình, ông cũng ăn chị với em. Cái ngày mới khởi gì. Ông bệnh ông một, ông cũng nói cho em nghe. Mẹ có ngày ông đi, ông không có đưa được. Với ảnh động thầy là ảnh đi. Em vừa bút là ảnh là thất ảnh rồi. Rồi cô xỉu rồi. Thôi, 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 th
Không có thùng giấy mình đó bé nhỏ. Biết trước luôn đó, đem cũng khỏi trước mà biết lại đây là sẽ còn 5 giờ mà ngày tu mất tao yến luôn không lên ngày tu mất yến luôn bị bệnh không đâu lại yến luôn nó làm sao tôi làm từ gì bảo một cô nào con của chú là con tôi cô làm bánh đi yến luôn lắm ngon lắm bánh đi bóng quá ba không đúng rồi yến luôn rồi bây giờ độ cho chị yến luôn đi nha. Dạ hai cậu uống miếng nước đi cậu. Uống miếng nước. Có khăn giấy không ta? Khăn giấy là giấy này có. Rồi uống miếng nước đi cậu. Là giờ tờ cậu lấy cho chị. Ở đây người ta yêu mến cậu Năm lắm nha. Bạn của cậu Năm luôn. Bạn thân cậu Năm hả? Cậu Năm luôn, tới nhà chơi luôn. Bữa nó không đi đám được là tại quá đông rồi. Đông quá, bữa ông Tuy đi đông quá. Đông quá, bữa chỉ đâu có đến cậu Năm đó mà đông quá. Hứa mới nay lên thăm cậu Năm. Yến Lưu ơi, tôi buồn lắm việc tôi được kể cho bạn nha. Tôi nói với bà, tôi buồn lắm á, tôi chết. Sao buồn? Ông giữ cái kẹp tóc đi ông sao? Vô uống miếng nước đi. Con là chị nè. Uống miếng nước đi. Chị này là cái xác này là Yến Lưu nè. Cái xác là Yến Lưu của bà nè. Chị Yến. Cái nước của bà Yến Lưu hả? Đúng. Có căng. Bà đi đấy. Cái thân với chú cậu Năm á. Thân với cậu Năm luôn. Cái thân với cậu Năm luôn. Phương Linh cậu Năm có bị tội mà tên thầy của chị tên gì? Có bị gì không? Có quan ớt gì không? Ớt gì không? Có mắc gì không cậu có, Năm? Có muốn chưa có nói được cái gì với ai không? Anh Năm dạ chưa nói được không? Anh Năm chưa nói được đúng không? Anh Năm chưa nói được. Chưa khai khẩu. Những mấy cái chuyện nó chưa nói được. Biến là cậu Năm vui rồi đúng không? Cái bông này mày để đâu nãy? Cắm trên đó luôn đi chị, trên ngay đây nè. Thôi lên chị cắm lên đó cho cậu. Anh về anh nghe em lên thăm anh mừng quá. Ở yên này đó đi. Cậu Năm ơi, cậu Năm muốn khán giả làm gì nữa không? Cậu Năm muốn khán giả làm gì cho cậu Năm nữa không? Có thêm gì không? Đó muốn gì không? Cậu nói đi, cậu nói cho mẹ nghe nè. Cùng tuổi cậu Năm. Sao cậu muốn gì không? Nói cho mẹ nghe. Dạ đúng rồi. Cậu có muốn khán giả làm gì để cho cậu được vãng sanh nhanh không cậu Năm? Nó không được. Cái củ tẩu vô người bà quên. Rồi uống miếng nước đi. Cậu hút thuốc nha cậu. Này bà số yên tẹt cậu hút. Có nãy có đem theo rồi bia nữa. Vô được không? Anh rồi hút cho không được, hút cái số quen rồi. Chuyện gì em bây giờ là cô giùm mà anh nói được hả? Trời ơi tội nghiệp quá. Vậy uống bia không? Uống bia không? Không muốn rồi. Uống bia không? Không có nói được. Không có nói được.
Thôi bây giờ chào khán giả, thương khán giả, cảm ơn khán giả. Bây giờ cậu có hút thuốc không cậu? Thương khán giả, cậu có hút thuốc không? Hả? Cậu có hút không? Không thôi. Hát bài cải lương cho khán giả nghe. Mọi người khán giả đem lại cái đầu cắm nhang cầm cho cậu nam. Trời ơi. Ừ, tôi buồn quá, tôi buồn quá. Buồn cái gì cậu? Cậu buồn vụ gì cậu? Buồn vụ gì? Thôi thôi, rút dần, rút dần đi, để từ từ để cậu nhiều cái xác. Lên hát xác là chị Lưu, Yến Lưu. Bộ xác Yến Lưu đâu phải cậu Năm, không? Chị này là bạn thân. Chị ta nghĩ cái lưu nè. Bạn thân của cậu Năm. Vút giận nha cậu Năm. Chào khán giả phải không? Chào khán giả yêu mới Năm Năm luôn á. Chào khán giả xong đi luôn. Xuất đi, xuất đi, cậu nghiệp, xuất đi, cậu ơi, để gì, cậu để gì, không biết mệt chứ. Chào ha, chào. Rồi, chào đi cậu. Rồi, không có chịu, cậu nghiệp đi xa. Rồi, chuyển luôn thôi, tim đó. Chia ra quay đi xuống. Hồi nãy mới nói điện thoại không? Cậu chưa gì xuất ra nè. Dạ, giờ không nói, giờ cậu nói đi, không nói được phải không? Giờ tắt ngang gái xin phép đi, đi ra ngoài xin. Cô tắt ngang ở ngoài đi. Giờ không được đâu. Đi ra tắt ngang đi. Nóng lắm á. Nếu phải chết dông lên ở đây hơn kia thì xin mời khán giả cho nhảy dập vô nữa khán giả. Trời cũng nằm nghỉ mà. Thôi khoan, cho ba tỉnh chút đi. Đừng có cho đứng dậy liền. Đừng có cho đứng dậy liền. Cho uống miếng nước mà uống. Uống từ từ đó, đưa ba ngồi. Ừ. Một chút thôi, để ông hút cho chịu một chút thôi.
hiếp đâu có gì không? Đỉnh, đỉnh. 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 Đỉnh.